Các con dân ạ, đến một thời điểm nào đó thì các bạn sẽ cảm thấy hết cái lời chào cho nó trân trọng và hay ho với những video kiểu này. Vì vậy là lần này mình không chào các bạn một cách đặc biệt nữa, mà mình xin giới thiệu với các bạn luôn, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm câu chuyện viện một review của tuần này. Cùng bắt đầu để xem tuần này sẽ có những cái gì trong câu chuyện review nào. Á đủ. Bây giờ các bạn ạ, các bạn phải dương tính thì các bạn mới là người thượng đẳng được. Chứ còn các bạn mà là người F1, F2 ý, thì các bạn sẽ cảm thấy các bạn đứng ở cái tầng dưới của xã hội này. Hãy dương tính vì một tương lai tươi đẹp hơn. Conan phá án xong, ông Mori khi tỉnh dậy. Ok, Last in Real Life, part 4. Ok, cái này khá hay. Tinh 30. Mình thích trèo cái núi này nhá, mình không biết là kiếm ở đâu để trèo nhá. Thích quả lờ luôn. 200. Phải cái cheater, các pháp sư Trung Hoa đấy, cắm đầu đất xoay đấy. Kinh. Sợ. Dần dần cái việc Rickroll nó trở thành một cái bản sắc của những video này rồi. Tôi cảm thấy là tôi không thể nào mà thay đổi được cái suy nghĩ các bạn nữa rồi. Ngày xưa mình đã từng dọa các bạn đó là nếu Rickroll thì tôi sẽ dừng video. Nhưng mà dần dần thì các bạn chả sợ cái đấy nữa. Các bạn kệ. Mày thích dừng video đúng không? Dừng họ 40 cái chưa đủ 8 phút. Alo, có thể dừng được không ạ? Nói chung là vẫn phải đủ 8 phút đã, khổ lắm. Nghèo quá. Bây giờ phải đứt luôn, phải chịu ạ. Ừ, tiếp tục đi. Có thể đừng như thế này có được không ạ? Come on. Khổ vậy. Viking. Nói chưa được. Tôi hỏi các bạn lần cuối, các bạn đã chọn nền văn minh chưa? Quá kinh khỏe thế nhỉ? Chật. Láo. Hai đứa bạn tôi đang đánh nhau. Tôi. Cái gì đấy? Thêm dừa vào lòng. Con ngựa. Ok. Được. Ok nhá. Được. Thợ xây phần đảo, đệ tử Skyler kinh đảo. Đảo là gì? Đảo. Thế này mà các nhà bác học ngày xưa bảo là thế kỷ 21 con người sẽ tìm ra thuốc trường sinh bất tử đấy các bạn ạ. Đây là những gì mà chúng ta đang có trong thế kỷ 21 các bạn. Mình cảm thấy là có khi đến thế kỷ 25 vẫn chưa ra thuốc trường sinh bất tử đâu. Chúng ta còn chưa đánh bại được cái sự ngu dốt của loài người và ngáo ngơ của loài người. Thì nghĩ đến gì đánh bại thần chết rồi các bạn. Không thể nào nhé. Yeah. Thực ra là con chó nó đi trên nước thì có cái gì đâu, tại vì là nó có cái lưới đấy. Mình cũng không hiểu có vấn đề gì với cái việc đấy. Có thể nó rất là chuẩn và nó đi trên lưới vì nó không có gì đặc biệt. Like this coat up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude.
Ok. Nói chung là đôi khi mình xem lại những cái video mình làm trong quá khứ, những cái ảnh mà mình đã edit, thì mình cảm thấy đó là sau này nếu một ngày con cái của mình, nếu mình có con cái, nó xem lại được những video đó thì nó có nhận ra đó là bố nó hay không, và nếu nó nhận ra đó là bố nó thì nó có bắt bố nó vào trại tâm thần hay không, và nếu nó có bắt bố nó vào trại tâm thần ấy thì có lẽ là mình cũng sẽ ngoan ngoãn và đi theo, tại vì đặt mình vào hoàn cảnh đấy mình cũng sẽ tự đi vào trại tâm thần mỗi khi anh Dương bị Rick lăn để con mất khoảng vài giây tôi hiểu, mất khoảng tôi mới hiểu, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu. Xin lỗi, nói chung là xin lỗi cụ tổ dòng họ nhà ngựa 3 vảy 4 đời nhà ngựa, thì em cũng không có ý gì đâu, nó cũng chỉ là một câu nó phát ra từ mồm thôi, đừng có thù hằn nhau. Một nghèo đó mà loài ngựa nó vượt lên Homo sapiens và trở thành loài thống trị thì xin hiểu đó là em nói như vậy nó cũng chỉ là một câu nó nhai đi nhai lại thôi, không có ý gì hết. Cảm ơn anh ngựa nhá, cảm ơn anh bạch mã hoàng tử, mặc dù anh hơi đen. Thế quái nào mà tôi nhìn cái nồi cơm điện mới mua giống Iron Man. Cũng sống. Cũng sống đây con ngựa, nhưng mà đừng lấy con ngựa nữa, nhưng mà cái quả mắt này đừng ghép vào, sợ vãi. Ta mê nàng nhưng nàng không mê ta. Đây con... thôi đừng, xin lỗi ngựa ạ. Toàn những chúa tể vần thơ. Ta mê nàng nhưng nàng không infinity. Biến đổi khí hậu, cảnh báo, dán trở nên to hơn, nhiều hơn và hung hãn hơn. Just it in 10 years later. Khi mà đối diện với con gián thì chúng ta có 3 cách chính các bạn ạ. Một, đó là chúng ta có thể chọn cách đối đầu với nó, như kiểu là cầm các loại vũ khí, phóng lợn, cầm dép, cầm chổi. Hai là chúng ta có thể thương lượng giảng hòa và chấp nhận cái sự tồn tại của nó, sống chung với nó. Và ba, đó là chúng ta có thể chịu thua và tự tiêu tan. Thì nếu như trong 10 năm nữa mà con gián nó biến thành thế này thì cầu trời khấn Phật các vị thần của ngựa hãy cho con bị ung thư và chết trong vòng 5 năm nữa. Con không nghĩ là con chịu nổi tình huống này. Cảm ơn. Các bạn nghĩ thế nào khi một ngày con gián nó vặt tay với mình và nó bảo mình là thằng gà? Oh no. Oh no. Mình nghĩ cái cô nhân viên FG cần không phải là một người quản trị viên, mà là cần một ông điên thích phóng hỏa đốt nhà. Tại vì với những con đen, với những content như thế này, thứ chúng ta cần là một cái bật lửa và một lít xăng. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nếu một cô gái thích bạn, cô ấy sẽ nhìn đi chỗ khác khi nói chuyện với bạn. Đó là sự ngại ngùng và chân thật. Con gái khi nói chuyện với tôi. Emotional damage. Các bạn ạ, khoa học cũng chỉ ra rằng trong trường hợp mà tôi thích các bạn thì tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt các bạn để tôi nói chuyện các bạn. Tại vì đấy là sự tôn trọng của tôi dành cho các bạn. Các bạn có thể hiểu cái điều đấy hiểu không? Tôi rất tôn trọng các bạn, tôi rất yêu các bạn. Và tất cả những đấy, đấy là những gì mà tôi cần, tôi quý các bạn kinh khủng khiếp. Tôi không thể nào mà yêu ai hơn các bạn được. Thấy không? Khoa học đã cứu rồi. Độ khó của game cuộc đời vừa thay đổi, tăng 2 lần độ khó. Cô giáo khen tôi hiền, không bao giờ chỉ thề. Lũ bạn. Cái này nó làm mình liên tưởng đến là có một bạn khen mình trong cái chat livestream, đó là ôi anh Dương đúng là một streamer mẫu mực, không bao giờ khều donate. Thế là cả cái chat. Ừ, không khều donate đâu. Ôi bạn ơi, bạn yếu là do bạn chưa chọn đúng nền văn minh đấy. Cái chiến dịch quảng cáo này nó hợp lý và nó tự nhiên thành công một cách bất ngờ các bạn ạ. Có hiểu thật, các bạn yên tâm, các bạn có thể chọn lại một nền văn minh nhá. Chứ không phải lúc nào là cần là Viking đâu. Đến cuối game các bạn vẫn chọn lại được, không phải lo. Hình
Hình như là có hình tượng dương ghép gờ chơi Sneaky Sasquatch ở đây. Để ra vu. Yeah, hôm nay y tế theo đủ rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video sau. Đừng quên là một like của mình. Tôi tưởng là cái đặt hàng đấy sẽ đưa lên trên thiên đàng, nhưng mà không, đưa tôi được số điện thoại. Cảm ơn các bạn.